với chương trình văn nghệ. Xin trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta đến với điệu múa Hoa Champa qua sự biểu diễn của chị Natasha, phu nhân của anh Sasha Andre. Làm dâu của đất Việt.
Vâng, chị đã mang tới cho đêm nhạc hôm nay một điệu múa rất là ý nghĩa. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chị.